Nhóm Thông Công thân chào các bạn đến với chương trình Tĩnh Tâm, suy ngẫm sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Ngày thứ tư, cội nguồn ơn cứu rỗi. Hebrew đoạn 5 từ câu 1 đến câu 10. Mỗi thầy tế lễ thượng phẩm được chọn lựa trong loài người và được bổ nhiệm để thay cho loài người mà phục vụ Đức Chúa Trời, để dâng lễ vật và sinh tế vì tội lỗi. Vì chính ông cũng bị bao vây trong sự yếu đuối nên có thể cảm thông với những kẻ u tối lầm lạc. Vì lý do đó, ông buộc phải dâng sinh tế vì tội lỗi của chính mình cũng như vì tội lỗi của dân chúng. Không một ai tự chọn cho mình vinh dự ấy mà phải được Đức Chúa Trời kêu gọi, giống như Aaron vậy. Cũng vậy, Đấng Christ không tự tôn mình làm thầy tế lễ thượng phẩm, nhưng bởi Đấng đã phán với Ngài rằng: "Con là con ta, ngày nay ta đã sinh ra con." Trong một chỗ khác, Ngài cũng phán: "Con làm thầy tế lễ đời đời theo bàn Melchizedek." Khi còn sống trong thân xác, Đấng Christ đã lớn tiếng dâng những lời cầu nguyện và nài xin đầy nước mắt lên Đấng có quyền cứu mình khỏi chết. Và bởi lòng thành kính, Ngài được nhậm lời. Mặc dù là con, Ngài cũng đã học tập vâng lời qua những khổ đau mình đã chịu. Và khi đã hoàn tất, Ngài trở nên cội nguồn của ơn cứu rỗi đời đời cho mọi người vâng lời Ngài, và được Đức Chúa Trời chỉ định làm thầy tế lễ thượng phẩm theo bàn Melchizedek. Trong Cựu Ước, chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm là do Đức Chúa Trời thiết lập. Mỗi thầy tế lễ thượng phẩm được chọn lựa trong loài người và được bổ nhiệm để thay cho loài người mà phục vụ Đức Chúa Trời, để dâng lễ vật và sinh tế vì tội lỗi. Câu 1. Bởi sự bổ nhiệm thiên thượng của Đức Chúa Trời, các thầy tế lễ thượng phẩm như Aaron và các con trai ông là những người được kêu gọi và bổ nhiệm để bày tỏ lòng thương xót với những tội nhân đang vật lộn trong khốn khổ và để dâng sinh tế vì cớ tội lỗi. Câu 2 đến câu 4. Tuy nhiên, thông qua chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm con người, số lượng sinh tế được dâng hiến là không đủ để có thể cất đi hết tội lỗi của con người. Hebrew chương 10 câu 11 cho biết, mỗi thầy tế lễ hàng ngày đứng phục vụ và thường xuyên dâng cùng một loại sinh tế là điều không bao giờ có thể cất tội lỗi đi được. Để đáp lại bản chất tàn ác của tội lỗi và hậu quả kinh khiếp đời đời của nó, Đức Chúa Trời sai con độc sanh yêu dấu của Ngài là Chúa Giêsu đến làm thầy tế lễ thượng phẩm theo bàn Melchizedek để bước vào nơi chí thánh một lần duy nhất để đảm bảo sự cứu chuộc đời đời cho nhân loại. Câu 5 đến câu 6. Đức Chúa Giêsu Christ trở nên sinh tế toàn hảo cho tội lỗi chúng ta. Đức Chúa Giêsu Christ, thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta, Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Ngài đã từ bỏ chính mình, mang lấy hình đầy tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, phân phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Philip chương 2, câu 6 đến câu 8. Kết quả của lòng khiêm nhu vâng phục này, đó là sẽ không còn cần đến thầy tế lễ thượng phẩm làm người trung gian giữa Đức Chúa Trời và con người nữa. Cũng sẽ không còn cần sinh tế và của lễ thiêu để chuộc tội cho con người theo như luật Cựu Ước đòi hỏi nữa. Câu 7 đến câu 10. Trong tư cách con cái của Đức Chúa Trời, Giăng chương 1 câu 12, là những người được cứu chuộc, được tha thứ và được biệt riêng, chúng ta được ban cho đặc ân bước vào trong sự hiện diện của Cha chúng ta ở trên trời. Đó là một đặc ân tuyệt vời mà chúng ta có được. Chúa Giêsu là cội nguồn ân cứu rỗi đời đời của chúng ta. Nhờ Ngài, chúng ta được dạn dĩ đón nhận sản nghiệp thuộc linh của chúng ta, vì Ngài đã ban cho chúng ta Đức Thánh Linh làm sự đảm bảo cho đến khi chúng ta nhận được sản nghiệp đó. Ê-phê-sô chương 1, câu 13 đến câu 14. Chúng ta hãy cứ đứng vững và tin quyết nơi Đấng Christ khi chúng ta học cách thắng hơn những cơn bão đen tối và những thách thức trong đời sống chúng ta. Nguyện danh Chúa được ngợi khen và tôn cao. Chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất yêu dấu của con. Con cảm tạ Ngài vì Ngài đã ban Chúa Giêsu làm thầy tế lễ thượng phẩm cho con.
chính Chúa Giê-xu đã chịu thay hình phạt tội lỗi cho con trên cây thập tự. Chiên con đã bị giết, xứng đáng được uy quyền, giàu có, khôn ngoan, uy lực, tôn trọng, vinh quang và ca ngợi. Chúc cho đấng ngồi trên ngai và chiên con được ca ngợi, tôn trọng, vinh quang và uy lực cho đến đời đời. Trong danh Chúa Giê-xu, con cảm tạ Cha. Amen. Kết ước với Chúa. Chúa Giê-xu đã vâng phục cho đến mức hy sinh chính mạng sống Ngài trên cây thập tự. Khi suy ngẫm về đời sống vâng phục của chính mình, bạn có sẵn sàng cầu nguyện rằng: Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi con. Dù vậy, xin ý Cha được nên, chứ không theo ý con. Luca chương 22 câu 42. Gợi ý chia sẻ với nhau và cầu thay. Chúa Giê-xu là thầy tế lễ thuộc phẩm cho mỗi chúng ta. Bạn nhận được lợi ích thuộc linh nào từ chức vụ này của Chúa Giê-xu? Bạn sẽ học gương vâng phục của Chúa trong những điều gì? Nhóm Thông Công thân chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.